nặng hai anh em Jacoby và cho anh đi đây. Chúng ta cho chẳng tay để mời được hai bé. Anh chưa có để ý thấy hai bé nó sao không? Nó sao? Còn thì chạy hết qua đi. Còn bước đi bước nữa, còn bước đi bước nữa, bước đi rồi, rồi chọn lại con. Rồi, rồi, con đứng lại hai chị em. Rồi mẹ đứng đây con. Con đứng lại. Con đứng lại kẹt nó, đứng lại kẹt nó. Rồi, cha cha nắm tay con, yên tâm có cha đây rồi. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết hai bé. Cha đây, hàng đầu mẹ con đây. Mẹ đây đứng hai con. Dạ, con Maria Phạm Thị Hồng Điệp, con đến từ giáo xứ Đức Trinh. Dạ, đây là hai con của con Nguyễn Chính Trị. Con cũng tới để xin cha cha và cùng mẹ một đứa cha con. Đây là hai bé sinh đôi phải không? Dạ, rồi, con tên gì? Bé tên gì bé? Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thi. Năm nay con 8 tuổi, con học lớp tìm ra chùa Nguyễn Đệ Như Nghĩa. Rồi, con bé kia. Con tên là Nguyễn Ngọc Phương Thi. Năm nay con 8 tuổi. Con học lớp tìm ra. Rồi, hai con có nhìn thấy gì không? Dạ có. Nhìn thấy gì? Có nhìn thấy gì không? Dạ không. Con bé có nhìn thấy gì không? Dạ không. À, cho con tay cho được chị. Rồi, hôm nay hai con lên đây, chúng con muốn nói gì với cộng đoàn, nói cho mọi người nghe về lòng Chúa thương xót. Mặc dù chúng con không nhìn thấy, nhưng tay chúng con còn sờ được, tay chúng con còn nghe được, miệng chúng con còn nói được, chân chúng con còn đi được. Nào, nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Nào, con muốn gì, con ước ao gì, con nói cho mọi người nghe. Nói đi con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em nhiều. Con muốn xin gì nói đi bé. Dạ, con xin cha và cùng bà cầu nguyện cho chị em con được sáng đôi mắt tâm hồn. Con nghe nó nói không? Xin cha và cùng bà cầu nguyện cho hai chị em chúng con được sáng con mắt tâm hồn. Nó đang tổ nguyện dùng tôi, dùng ông, dùng bà, dùng anh chị em đấy. Nó không tổ nguyện cho nó sáng có mắt thể xác. Vì chúng ta sáng có mắt thể xác chỉ để nhìn thấy xác thịt thôi. Sáng có mắt thể xác chỉ để nhìn thấy thế gian thôi. Chỉ nhìn thấy tiền thôi, chỉ nhìn thấy sắc thôi, chỉ nhìn thấy danh vọng thôi, chỉ nhìn thấy quyền lực thôi. Còn sáng có mắt tâm hồn để nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Sáng có mắt tâm hồn để nhìn thấy ơn phúc của Chúa chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ, để thấy quyền năng lòng thương xót Chúa hoạt động nơi những con người yếu đuối mỏng giòn và dễ hư nát này, như là thánh tông đồ. Bây giờ chúng con muốn hát bài gì để tặng cho cả cộng đoàn? Chúng con muốn hát gì hát bài Văn Hô Mưu La Ví. Rồi, mỗi đứa một micro, cầm hát cho nó to. Đây. Rồi, nó bỏ cái này cầm cho nó. Hai, ba. Nào ta yeah.
mời chúng con bây giờ có ước mơ gì nói cho mọi người nghe. Chúng con ước mơ gì? Có ước mơ gì không? À, con cứ biết hát hoan hô với Giê-xu, chào mừng Chúa các Chúa. Tôi nghĩ rằng là các bạn, các đoàn nên nhìn vào và nghe vào mà hát như vậy. Hát với cả tâm lòng, hát với tất cả con tim của mình. Các bạn lý nghĩ trong việc hát cũng bao hát chẳng có hồn gì cả. Hát như là người ngọc, hát với tất cả trái tim, hát với tất cả cái sức lực của mình. Hoan hô với Giê-xu, chào mừng Chúa các Chúa, làm cho mọi người mà không tin vào Chúa Giê-xu, không muốn hoan hô Chúa Giê-xu cũng phải vỗ tay. Đúng không? Các đoàn nhìn vào đó mà hát với tất cả tâm hồn mình như vậy. Phải hát thuộc ràng thuộc rè, hát không chấp mở miệng ra, hát là cứ trong cuốn họng mình, hát với tất cả trái tim của mình. Thưa anh chị em, một người mà hai bé nó không nhìn thấy gì mà nó xin Chúa mở mắt tâm hồn của con là lời cầu nguyện thay cho tất cả những người đang sáng mắt đấy. Thưa anh chị em, những người mà như là hai ông Giacôbê và Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay không thấy được Chúa Giê-xu là đứng phục vụ, đứng đến để phục vụ chứ không được phục vụ, mà lại chỉ nhìn thấy đứa bên tả, đứa bên hữu để mong được là ngồi bên tả bên hữu Chúa. Hai con bé này, hai con bé mà nó không nhìn thấy gì đây này, áo đỏ đây này, mà nó không biết nó là áo đỏ đâu. Thưa chị em, nó bị từ bẩm sinh hay là lớn lên con? Dạ, con bị từ bẩm sinh. Cháu tháng từ ngày cháu sanh có 6 tháng 10 ngày cháu sanh là đi mổ mắt, nhưng mà bây giờ không thấy. 6 tháng 10 ngày, người ta phải 9 tháng 10 ngày, nó có 6 tháng 10 ngày đẹp, đúng 3 tháng hết. Thưa anh chị em, cười được hả? Có cười được không? Thưa anh chị em, làm sao mình cười nổi? Sao mình cười nổi? Và đấy là lời của Chúa nhắc nhở mình. Một đứa nó đẻ, đẻ nó thiếu đến 3 tháng mà hôm nay đứng lên khỏe mạnh như thế này, mà hôm nay đứng lên hoan hô với Giê-xu, Chúa các Chúa mà chẳng một lời ca bán than trách than thân trách phận mình gì cả. Còn mình đầy đủ hai con mắt, đầy đủ đôi bàn tay, mớ miệng đó là than, mớ miệng đó là kêu, mớ miệng đó là trách, mớ miệng đó là cảm ràng, rồi mớ miệng đó là không biết hoan hô với Giê-xu, hoan hô Chúa các Chúa, mà ta cứ mở miệng là ta sầm xì, cứ ngồi mà sầm xì, cứ ngồi mà sầm xì với nhau là sao? Có thấy được rằng là đây là một sứ điệp mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hay không? Mở miệng ra là hoan hô với Giê-xu, chào mừng Chúa các Chúa, chứ không phải mở miệng ra là xin Thầy cho con một người đứa ở bên tả, một đứa ở bên hữu. Mở miệng ra là xin hết cái này đến cái kia, mà chẳng biết được là không biết điều các con xin. Các con có uống nổi chén Thầy sẽ uống không? Các con có chấp nhận nổi chén đắng của Thầy hay không? Mà cứ đòi một đứa bên tả, một đứa bên hữu. Con không biết được rằng con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ à? Không phải là không biết được rằng càng lòng lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh em mình à? Chứ không phải lòng lớn để mà chỉ tay năm ngón đâu, không phải lòng lớn để mà hay ngoan từ tắt đâu, lòng lớn để mà hay diện ta đây là cha là thầy là Chúa là ông là bà là cụ đâu. Thưa anh chị em, không xa liền tình yêu của Chúa quá rồi, xa rời phước ông của Chúa quá rồi. Những người đang ngồi trên ghế cao với người đang nắm quyền cao chức trọng trong giáo hội, trong xã hội, xa quá rồi. Quay trở về với lòng thương xót Chúa đi, quay trở về với tin mừng đi, mà nhìn hai con bé này đi. Nó chỉ xin một điều duy nhất là Chúa mở đôi mắt tâm hồn của con. Con mình phải hát, là muốn hát được không? Dạ có. À, mày gì nữa? Con xin hát à. Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to. Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to. Phải không? Một nụ cười bên trang vui ca ngày, một bài yêu thương mẹ lo hằng đêm, sớm cô mong chốc con sẽ an lành, chỉ tan xin thành một lời yêu thương một. Bye.
Rồi, cảm ơn chúng con nhiều lắm, hai bé Jacoby và John Công Đồ. Chúng con không nhìn thấy nhưng chúng con nghe được. Cho tặng chúng con cầm lấy lòng, bé cầm lấy. Cho tặng chúng con máy 500 bài giảng lòng từ cho Chúa mỗi bé một máy nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con mở, con nghe, mở nghe được không? Con mở, con nghe được không? Được. Được. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mẹ đi dắt hai bé về. Và mẹ của hai ông Jacoby và Joan ngày hôm nay. Mẹ của hai bé, bé tên là? Con tên là Phương Thi. Con tên là? Con tên là Bảo Thi. Rồi, Hương Thi và Bảo Thi. Một tay thật lớn cho Chúa chúc lành.